Đồng Rian, xin chào tất cả mọi người. Mình là Emily đây. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Orostella Channel. Trong các chuỗi video về Robinson ISA, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đập hộp thiết bị camera Bullet E2320IBSN28J2. Vậy hãy cùng mình khám phá xem camera này có gì đặc biệt nhé. Robinson ISA được thành lập từ những năm 2006, là một trong những hãng camera hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay đến từ quốc gia khởi nghiệp Israel. Là hãng camera đầu tiên và duy nhất trên thế giới đạt được chứng nhận bởi Checkpoint, top 5 công ty cyber security và được các chứng nhận bảo mật bởi NDAA Hoa Kỳ. Robinson ISA không chỉ dừng lại là khả năng quan sát mà còn được tích hợp nhiều công nghệ như là công nghệ nhận diện khuôn mặt nạ, nhận diện biển số, phân tích hình ảnh và tính năng báo động. Robinson phù hợp với nhiều công trình như là công trình dân dụng, thương mại, các cơ quan nhà nước, các cơ quan hành chính. Và trên tay mình đây là thiết bị camera E2320IBSN28J2. Thiết bị được trang bị ống kính góc gần là 2,8mm và khả năng quan sát gần lên đến là 20m. Thiết bị phù hợp cho việc lắp đặt trong nhà và ngoài trời với độ tin cậy cao, hiệu suất vượt trội và giá thành phải chăng. Đây là một giải pháp camera tuyệt vời cho việc lắp đặt bảo vệ chính bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đập hộp xem sản phẩm Provision E2320IBSN28V2 để xem bên trong có gì nhé. Thì mình sẽ nói những tính năng nổi bật của camera E2320IBSN28J2. Đây là camera SA với độ phân giải là 20 megapixel về khoảng cách phát hiện được chuyển động lên đến 20m. Độ nét hình ảnh là H265. Ngoài ra thì camera có những tính năng nổi bật như là phát hiện được chuyển động nè, vẽ được vùng cảnh báo, năng chống ánh sáng, chống lột sáng và khả năng kháng bụi, kháng nước thuộc IP67. Chúng ta có thể theo dõi camera Provision qua ứng dụng Provision Cam 2. Như vậy video của mình đến đây đã kết thúc. Mình mong rằng video này đã cho bạn những cái thông tin hay và hữu ích về Provision ISA. Bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like, một share và một subscribe nhé. Và bạn quan tâm đến chương trình hợp tác cùng với Orostella đại sứ thương hiệu cho, xin liên hệ với hotline 0902 401 488 hoặc bạn có thể để lại comment ở phía dưới thì bên mình sẽ liên hệ với bạn ngay nhé. Xin chào.